Đây, sát bên cái đường hẻm của bánh canh Long Hương ở ngay cổng chào thành phố Bà Rịa. Có một cái bếp than nho nhỏ bé bé xinh xinh. Mà ai đến đây cũng phải ghé đây hết á. Ăn bánh canh xong rồi phải ra đây. À, đây là chuối, mọi người thấy cái chuối cau nướng ha, mình thấy rồi ha. Chuối sáp hả? Ồ, ngon vậy. Đây là cái bánh này, là bánh khoai mì nè nha bà con ơi. Bánh khoai mì nướng hả? Bán này lâu chưa em? 5 năm hả? Ủa chỗ này có phải thuê không? À, người ta cho đứng bán nghe luôn hả? À, có bánh chuối nướng nè. Cái chuối hả? Bánh chuối, bánh chán. Cái này là bánh gì em? Bánh chán chuối. Bánh chán chuối nướng. Bánh chán. Ngon không? Ngon. Lấy mình luôn đi hả? Đây mấy ba anh bạn trẻ này ăn nãy trong lúc chờ đợi tô bánh canh lâu quá. Anh Bin đã xơi rồi, sư phụ ốc tiêu cũng xơi xong rồi, giờ thấy ngon quá nên đứng đây mua tiếp. Đây đang ngon nè, đang ngon. Sao không thêm rồi nữa. Bánh mì quá ngon luôn. Bánh qua Mỹ hả? Có, có. Ôi chú ngon không? Có, đang mua luôn. Để thêm này luôn đi. Thử không chị? Có thử cái chuối không? Dạ chị ăn thử. Yeah, có chuyện nóng. Chuối sáp á ngon không? Ngon mà. Họ sẽ nó bụi mà. Ngon. Qua đi cái. Khoai mì. Khoai mì có chưa? Nhưng mà khoai mì ngon hơn. Đang lấy ra đây nướng nè. Nhưng mà tại cái này có nó có đậu phộng nước dừa, tại mình chưa lấy được đậu phộng nước dừa. À, có đậu phộng nước dừa đâu. Đậu phộng nước dừa. Đây, hai đây nước dừa hả? Ta bỏ lại nước dừa. Đây mở. Ồ. Ăn chung với chuối. Ăn chung với chuối. Rất là thú vị. Ăn chung với chuối ăn sao? À, chan lên cho nó vừa xong rồi rưới lên hả? Anh vô trong đi chị không? À đây cái ly nè. Để mẹ qua mẹ mở cửa cho mày. Nhưng không biết không? Đây ở đây có cô đang gọt chuối. Ngày mình gọt khoảng mình khoảng bao nhiêu trái cô? Nhiều lắm, nó biết nhiêu cái nói. Rồi. Ngày bán khoảng nhiêu trái em? Em gái? Dạ. Chuối á? Hả? Không, một ngày á. Giá là 3 ngàn đó chuối đúng không? Bởi vì một ngày là có 20 mấy trái rồi, mà 10 ngày nó bao nhiêu rồi? Anh Ngách. Quý em một bao. Chỉ thế luôn rồi. Đâu là thử thế. Này. Nương. Cái chú sáp đây nha mọi người ơi. Rồi chế lên. Em chạy cho em cái ly bỏ mấy nước dừa. À, lên nước dừa đã làm rồi cho. Đây. Xin mời quý khách bà chú. Còn nước dừa trước hả? Rồi thêm miếng đậu phộng nữa, ăn này ít ít ốm lắm. Em ăn mấy cái chuối vậy mà? Được, chắc 30 hay 10 luôn rồi chị. Ôi, cái nước dừa không hổi luôn á. Ôi, đừng không hổi nha. Trời, cái nước dừa đậu phộng ngon quá. Không khói luôn không? Mấy gì này có làm được á? Còn ngon nữa em, bánh qua mì ăn sao? Khoai mì thì ăn không rồi. Mọi người thấy bốc khói luôn không? Còn nóng hổi luôn á. Đây đúng phụ ra, chè đuôi đũa đi. Cô đem ăn đi đi. Dạ. Cô đem ăn đi đi. Dạ. Bánh chú sáp, chú sáp. Ôi, mẹ ơi. Cái ruột nó vàng bằng ướm mà. Nó ngon chưa? Cái bánh 30 cái. Dạ.
đó. Bánh đi làm sao phanh mắt dưới của bánh đi? Phanh mắt dưới. Rồi chụp hình cái đi. Vô vô, đúng rồi. Vậy là không có đúng cái kia. Ủa bận quá. Chưa được chứ phải. Rồi. Cái trước mình ép ra vậy hả? Dạ không, cái này không có mì. Rồi, cũng bán luôn, cũng bán luôn. Chị xin một miếng bánh khoai mì thôi nha. Rồi, đứng hết chỗ này, chị xin một miếng thôi. Miếng bánh ra nè, bất ngờ rồi nha. Bán mà anh ra ngoài chết em. Ba lên. Đây hả, cái này hả? Cái này được rồi phải không? Đó là được rồi. Rồi, của em là 30 bánh mì, 10 nướng là bao nhiêu chứ? 20 chuối. Làm cái không? Sỉa. Cái này phải sỉa sỉa ngang vậy hả? Sỉa không bị nóng. Ê, anh mua cái bánh chuối kia luôn á hả? Mới được chế hả? Không, đang được chế luôn. Anh có mua cái bánh chuối không? Thôi giờ hai bánh chuối này được. Rồi, xong rồi cho em một ly để múc nước dừa luôn. Cái nước dừa ngon quá. Sáng giờ ngon, nước dừa quá ngon luôn. Rồi, mẹ nhà con ly nước dừa riêng ly. Thôi, ăn chung thôi con. Vô rồi ăn chung. Con mẹ con, mẹ có thằng mới. Có thằng mới nữa hả? Ờ, nước dừa siêu ngon quá. Đó, luôn kiếm cách của bạn sẽ ngon. Nhưng mà, vậy là hai bịch chuối phân ra hai bịch không? Thì cho em cái ly cho nó khoảng 2 xe nó ăn đi chị. Lâu lắm rồi nha, chắc phải có đến mấy chục năm mới ăn là cái bánh khoai mì nướng này, cái này chú sắp nướng nha mọi người. Rồi mình biến cái này cái que này thành đuôi đũa luôn. Xuất sắc luôn. Được 10 phút chưa? Rồi, cho em hai cái nắp với chị. Cho con bà chị quay luôn nha, mấy cơ. Rồi, lát nữa có. Mấy đi, con nghe thằng con. Cái nữa con học nữa. Có ai ăn giống tôi không? Rồi. Phỏng tay, phỏng tay. Ngon quá. Đó. Hấp dẫn ha. Úp. Em hai bịch cho nó ngồi hai xe đi. Dạ, chuyển cho em hai bịch đi. Rồi cho anh này chục cái nha. 20 cái bánh dừa. 20 cái bánh nước khoai mì. Nước mì không phải dừa. Chút dừa, chút bánh luôn. Bánh luôn. Ăn nước dừa nhiều quá nha. Ổn quá mà, đang ổn. Ồ, hay nha. Chút nhiều quá, chút trên chết luôn hả? Chắc bánh canh Long Hương nha mọi người ha. Có cái ra ủng hộ cho. Ủa bên đây ngon, bên kia ngon. Cái lò chú Chi hả? Bên đây ngon, bên kia. Anh muốn biết nữa. Anh mới ăn đây à? Thường. Dạ. Nhưng cái này ngon nè, bảo đảm này ngon. Mày nói gì nữa? À, này xuất sắc. Bán mấy năm rồi em gái? 5 năm hả? Nhà em gần đây luôn hả? Tính chứ không nghỉ luôn.
bán suốt luôn. Bán ô chang rồi. Mặt mốt rồi lại ta thấy bà chủ rồi nhớ mặt mua đúng không? Mình cũng chang không biết. Ôi, xin chào anh Điểm Tuyên bạn nha. Có ghé bánh canh Long Hương ngay cổng chào Bà Rịa. Cổng chào thành phố Bà Rịa thì bên sát nách cái chỗ mà bãi xe là sẽ thấy một cái bếp nướng rất là nhỏ thôi nhưng mà rất là vui, không khí và đặc biệt là ngon lắm. Đây gọi bánh quay mì, ăn với là nước dừa đậu phộng siêu ngon, đảm bảo. Cái nào mà nói siêu ngon là cái đó siêu ngon thiệt nha. Ôi Hạnh Quân, chào tạm biệt mọi người. Hạnh Quân đi Long Hải, Ocean Army. Dạ, 30 pha, hồi nãy là 100 mấy chục.